Nên bây giờ thật sự nếu ngày nào chúng ta còn được vào có nhân viên để vào đạo tràng học pháp thì kính mong tất cả quý vị thật sự là cố tâm để vào, để có một ngày nào đó chắc không còn có nhân duyên gặp nhau nữa. Dạ, bây giờ con kính dâng mít đến Đại Đức Tể Đức ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá, con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng đại hiện diện trong đạo tràng. Kính chào quý bà quý cô tu nữ, mến chào toàn thể đạo tràng. Con xin ôn bài kinh Pháp Cú câu số 128 ạ. Antalikhe nasamudamache napapata nang vivarang pavisa navik chati so jagati pade so yathati tang hay yachu. Không trên trời nửa biển, không lánh vào động núi, không chỗ nào trên đời tối ai thành chết, là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Trốn vào động thẳm hang sâu, ẩn vào núi vắng non đầu trùng khơi, có đâu chỗ trên đời tử thần lại chẳng đến lôi kéo về, là phổ thơ của Ngài Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con xin kệ ạ. Na antaleke na samudamache na papata nang vivarang bhavisa na vichati so jagate padeso yathathitang na pasahayamachu. Na antaleke na samudamache na papata nang vivarang bhavisa na vichati so jagate padeso yathati tang na pasahayamachu. Na antaleke na samudamache na papata nang vivarang bhavisa na vichati so jagate padeso yathati tang na pasahayamachu. Dạ, con xin hát. Kính mời cô Rạng Đông tiếp theo ạ. Sa thú, con thành kính tri ân Đại Đức Tuệ Đức. Con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp và ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ chư Tôn Đức trong Đạo Tràng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Đức. Con kính chào Đạo Tràng. Không biết Đạo Tràng có nghe con không ạ? Dạ, cảm ơn cô Cẩm Vân. Cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu nghe rõ. Sau đây con xin kính đọc ôn câu Pháp Cú số 128. Na antali khe na samut damat chehe na babata nang vivarang bhavisa na vichati so jagati padeso và thác khi tăng nắp ba sa hành gia mắc chú na an ta lịch khê na sa mu ta mát chê na ba ba ta năng quý hoa rằng ba sát sát ba huyết sa na huyết cha ti so cha ga ti ba đề so và thác khi tăng nắp ba ha say gia mắc chú na an ta li khe na sa mu ta ma che na ba ba ta nang vi wa rang ba vi sa na vi cha ti so cha ga ti ba de so ya tha thi tăng na pa sa hành ya mắc chú. Không trên trời giữa biển, không lánh vào động núi, không chỗ nào trên đời trốn khỏi tay thần chết, bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu.
na an ta lê khe na sa mu ta mát chê na ba ba ta năng quý ba răng ba vi sa na vi cha ti su cha ga ti ba đề su ya tha thi tăng na ba sa hay ya mát chú. Trốn vào động thẳm hang sâu, ẩn vào núi vắng non đầu trùng khơi, có đâu một chỗ trên đời, tử thần lại chẳng đến lôi kéo về. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức, kính mời cô cảm nhận. Dạ, sa thú kính cảm ơn Xích Cận Đông. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Thầm Ma Dạ, Nam mô Sân Kha Dạ. Còn kính nịnh lễ Đức Phật, còn kính nịnh lễ giáo pháp, còn kính nịnh lễ Đức Tăng, còn kính nịnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Thuệ Đức cùng Chư Tôn Đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đồng hữu trong room. Con xin đọc ôn bài câu pháp cú số 128. Na An Pa Lích Khê Na Sa Mốt Đá Mát Chê Na pa pa pat năng quý quá rằng pa quýt xa na quýt cha cha ti so cha ga tiếp pa đề so giác tháp thí tăng na pa sa hì giá mắt chù na an ta lít khề na sa mút đá mắt chê Na pa pa pat năng quý quá rằng pa quýt xa na quýt chá ti so chá gá tiếp ba đề so giác tháp thí tăng na pa xa hì giá mát chú na an ta lít khề na sa bút đá mát chê na pa pa bát năng quý quá rằng pa quýt xa na quýt cha ti so cha gá tiếp pa đề so giác tháp thí tăng na pa xa hì giá mát chú không trên trời giữa biển không lánh vào động núi không chỗ nào trên đời trốn khỏi tay thần chết. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Trốn vào động thẳm hang sâu, ẩn vào núi vắng non đầu trùng khơi, có đâu một chỗ trên đời tử thần lại chẳng đến lôi kéo về. Bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Và cảm nhận đã ôn bài xong, và kính mời bàn tay của huynh Quách Thanh Á. Alo. Dạ sa thu lành thầy Xích Trạng Đông. À Xích Cẩm Vân. Nam mô Phật Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sáng Kha, kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo Đức Phật giáo pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Đại Đức Minh Hạnh, kính đảnh lễ Đại Đức Tịnh Đạt vừa Quang Lâm Đạo Tràng và kính đảnh lễ Đại Đức Tuệ Đức. À, kính chào toàn thể các quý đạo hữu trong room, và con xin được kể kinh pháp cú số 128. Na an ta li khe na sa mu da ma che na pa ba ma ta nang vi va rang pa si sa na vi cha ti so cha ga ti pa de so yat tha ti tăng na pa sa hê ya mak chu na an ta li khe na sa mu da ma che na pa ba ba ta nang vi va rang pa vi sa na vi cha ti so cha ga ti pa de so yat than ti tăng na pa
sa hay ya mak chu na an ta li ke na sa mu da ma che na pa ba ba ta nang vi va rang pa vi sa na vi cha ti so cha ga ti pa de so ya tha ti thang na pa sa hay ya mak chu. Không trên trời giữa biển, không lánh vào động núi, không chỗ nào trên đời trốn khỏi tay thần chết. Bản dịch của Ngài Minh Châu. Trốn vào động thẳm hang sâu, ẩn vào núi vắng non đầu trùng khơi, có đâu một chỗ trên đời tử thần lại chẳng đến lôi kéo về. Bản phổ thơ của Ngài Dưới Đức Nam Mô Phút Đà Gia Hoàng Sinh Sư Mích. Chà kính mời Sít Nhật Huỳnh. Alo, xin Trần Thuyền, có chiếc máy không ạ? À? Alo, xin Trần Thuyền. À, kính mời xin nha. Dạ, sa thú kính cảm ơn Minh Bát Thanh Á. Nam Mô Bích Tha Giá, con thành kính đảnh lễ để được tình đạt cùng chư tôn đức vừa quan năm vào đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô, tu nữ Nhật Quỳnh. Kính chào quý anh chị em đạo hữu hiện diện trong đạo tràng. Dạ cảm ơn Đăng Đông cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ con xin ông bài câu pháp quốc kinh số 128. Dạ cảm ơn Quỳnh đã cho bài học. Na an ta lít khê na sa mốt na mát chê na bác bác bách ta năng vi ha rằng ba quy san na quy cha ti sơ cha ga tiết ba đề sơ ga tha ti tăng nạp ba sa hay ya mạch chú na an ta li khe na sa mô ta mạch chê na ba 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 ta năng vi qua rằng ba quy sa ba quy cha ti sơ cha ga tiết ba đề sơ ga tha ti tăng nạp ba sa hay ya mạch chú. Na an ta lết khê na sa mượt na mát chê na bạc bà bát tà năng vi qua rằng ba quyết sa na quyết chất tì sơ. Cha gạt tiếp bát đề sơ giáp thạp thi tăng nạp bát sa hay giá mát chú. Không trên trời giữa biển, không lánh vào động núi, không chỗ nào trên đời trốn khỏi tay thần chết. Và đây là bản chuyển ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Na anh ta lịch khê, na sa mưa ta mặt chê. Na ba ba ta năng, vì ba răng ba quyết xa. Na quyết cha ti sơ. Chà gát tiếp bà đệ sơ, giả tha ti tăng nắp bà say hay, giả mát chù. Nà an ta lịch khê, nà sa mốt đà mát chê. Nà ba ba ta năng, vì quá răng, ba quyết xa. Nà quyết chà ti sơ, gát tiếp. Bà đệ sơ giả tha thi tăng nắp bà sai gia mất chu. Trốn vào động thẳm hang sâu, ẩn vào núi vắng non đầu trùng khơi, có đâu một chỗ trên đời tự thần lại chẳng đến nơi, đến lôi kéo về. Dạ đây là bản hở thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức, Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Và kính bạch đại đức Tịnh Đạt, con đọc ba lần kệ ba rồng mà chưa có thấy vị nào vào đạo tràng, nên
Con xin phép để chuẩn bị thỉnh pháp sư. Dạ, sa thú. Dạ, con thấy sư đã sẵn sàng. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ, sa thú thành thai. Chúng con thành kính lãnh lễ tri ân đại đức tuệ đức đã từ bi hoan hỷ tuyên phong ôn bài pháp quốc kinh số 122. Nhật Quỳnh kính cảm ơn huynh Bách Tha Ná, cảm ơn Cẩm Vân, cảm ơn Sạng Đông đã hoan hỷ lên ôn bài. Ồ, mến chào Quang Thanh được vào đạo tràng. Quang Thanh ơi, còn mấy phút nè, có ôn bài không thì đưa bàn tay lên, không mấy thì Nhật Quỳnh khóa sổ ạ. Alo, dạ kính lễ cô tu nữ Thâm Má Chá Rí. Dạ, cô tu nữ Thâm Má Chá Rí có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Quang Thanh có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Dạ, nghe thì cho Nhật Quỳnh xin tính một tín hiệu qua. Nhật Quỳnh nhường mic. Alo, alo, Quang Thanh có nghe không? Nghe thì xin mời Quang Thanh đưa bàn tay và cô tu nữ Thâm Má Chá Rí có thể đưa bàn tay lên lãnh lễ chư tôn đức cũng như chào đạo tràng rồi ôn bài luôn được không? Alo, alo. Mời Quang Thanh nha. Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ, con không thấy tín hiệu của cô tu nữ Thâm Má Chá Rí cũng như Quang Thanh để đưa bàn tay. Dạ, con xin phép để thỉnh pháp sư ạ. Chắc là Quang Thanh không cầm mic được rồi. Dạ, Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cùng thỉnh pháp sư. Nam Mô Bích Tha Giá. Nam Mô Thâm Má Giá. Nam Mô Sang Kha Giá. Nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu tha sa nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu tha sa nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu tha sa. Chúng sanh tất cả bốn hàng a à, như sen trong nước minh quang luôn chờ trời lỗ mộc đặng nhờ ánh sáng a à, trồ hoa lành rải tản mùi hương pháp màu ánh sáng phi thường a à, chiêu khắp ba cõi rõ đường an vui tham thiên phận ngậm ngùi khẩn khoản a à, phật nhận lời nhưng chẳng nhị hơi quyết lòng mở đạo dạy đời a à, nhắm vườn lộc gia ngày dời chân sang a à, thuyết pháp độ các hàng đệ tử có năm thầy thính giữ pháp từ đó là nhóm kiều trần như a à, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn một lòng chẳng thôi không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm cả tam giới thừa ân phổ cập đám mưa lành rơi khắp thế gian bởi nhân cơ tính rõ ràng thịnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi chúng sanh ngồi khắp chốn ni tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Dạ cảm ơn Minh Quốc Thanh Á đã cho bài học. Dạ đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính lãnh đệ cung thịnh đại đức Tịnh Đạt từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học từ vựng nguyên sự và ý nghĩa câu pháp của kinh số 129. Và hôm nay cũng đã
bài đầu tiên của phẩm Văn Đáp. Cha con kính Nghiệp Quỳnh kính chúc đầu tràng một quý học pháp được ăn vui tiếng hóa. Cha con kính nhân Bích Đấm Sư ạ. It's 7 o'clock. Dạ Nam Mô Bụt Thầy dạ. Dạ quý vị có nghe được âm thanh không ạ? Dạ cảm ơn quý vị, cảm ơn cung Nhật Quỳnh. Dạ hôm nay thì tình đạt tiếp tục thử nghiệm trong khi trình bày tham gia diễn đàn thì thử nghiệm mở ở cái webcam. Nếu mà internet đường truyền ổn định thì quý vị hoan hỷ thông báo. Còn nếu mà nó có trục trặc thì quý vị cũng hoan hỷ thông báo để điều chỉnh kịp thời. Hiện tại thì theo quý vị thì âm thanh và hình ảnh có tốt không ạ? Dạ rồi, xa thủ. Thì như vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu cho cái buổi học ngày hôm nay. Dạ, khi vào buổi học thì chúng con xin cùng Thượng Chư Tăng và tất cả quý vị chúng ta cùng lễ bái tam bảo. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Abhivademi Sokkhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Suppatipanno Bhagavato Savaka Sangho Sangkhang Namami. Dạ Nam Mô Bụt Thầy. Một lần nữa chúng con xin kính lễ Chư Tăng và mến chào toàn thể quý vị tham gia diễn đàn Pháp Cú Kinh ngày hôm nay, ngày thứ Sáu, ngày 10 tháng 12. Diễn đàn Pháp Cú Kinh chúng ta thì hôm nay sẽ học đến câu kệ ngôn Pháp Cú số 129. Câu số 129 thuộc câu số đầu tiên của phẩm Dandavakka, phẩm hành phạt. Ở câu phẩm Dandavakka này thì chúng ta có mười bảy câu tất cả. Thì hôm nay thì chúng ta sẽ học câu kệ đầu tiên số 129. Và quý vị đã sẵn sàng thì chúng ta sẽ vào cái buổi học. Câu kệ ngôn Pháp Cú số 129 có nội dung như sau. Dạ lễ Đại Đức Tự Đức. Sabbe ta santi dadasa Sabbe phayanti macchuno Atanang upamangkatwa Na hanaya na kataye Sabbe ta santi dadasa Sabbe phayanti macchuno Atanang upamangkatwa Na hanaya na kataye. Mọi người sợ hành phạt, mọi người sợ tử vong, lấy mình làm ví dụ, không giết không bạo giết. Mọi người sợ hình phạt, mọi người sợ tử vong, lấy mình làm ví dụ, không giết không bạo giết. Bản Việt ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Tiếp theo đây thì chúng ta sẽ sơ lược về ngữ vựng của câu kệ ngôn Pháp Cú số 129 này. Câu kệ ngôn Pháp Cú số 129 có
Nghĩa văn xuôi, bản dịch của Ngài Indachana Chánh Thân: tất cả đều run sợ hình phạt, tất cả đều sợ hãi tử thần. Sau khi lấy bản thân làm ví dụ, chớ nên giết hại, chớ nên ra lệnh giết hại. Câu đầu tiên: Sabbe ta santi dadasa. Sabbe ta santi ta santi dadasa. Sabbe có nghĩa là tất cả. Và chúng ta hiểu trong cái từ ở đây là sabbe satta, tất cả loài hữu tình. Ta santi là động từ, có nghĩa là sự run sợ, sự sợ hãi. Run sợ, sợ hãi. Nhà ta santi, run sợ, sợ hãi. Dadasa hay là danda, dandasa hay là danda, có nghĩa là hình phạt, hình phạt. Và nếu mà chúng ta cho một cái nghĩa phổ thông hơn thì chúng ta có thể cho cái nghĩa đó là bạo lực, bạo lực. Rồi chúng ta đi vào câu thứ hai. Sabbe payanti macchuno. Sabbe payanti macchuno. B có nghĩa là tất cả, mà cũng được hiểu là sabbe satta, tất cả loài hữu tình. Sabbe satta, tất cả loài hữu tình. Payanti, payanti cũng có nghĩa là sợ hãi, run sợ. Payanti. Macchuno, macchuno là tử thần hay là cái chết. Tử thần hay đơn giản đó là cái chết. Câu thứ ba: Atta nang upamangkatwa. Atta nang upamangkatwa. Atta nang, atta nang là bản thân mình, bản thân mình. Bản thân mình. Upamang, upamang là ví dụ hay là điển hình. Ví dụ, điển hình. Katoa là cái nghĩa thông thường của cái nghĩa katoa hay là karoti đó, có nghĩa là tạo tác, làm. Và trong cái nghĩa này đó, ở trong ở đây thì chúng ta cũng có cái nghĩa là giống như là kiến tạo hay là lấy mình. Cái từ kato đây nó không có nghĩa là cái hành động của thân, của hành động của tay chân, hành động làm, mà làm cái kiểu sinh hoạt, mà nói theo cái kiểu đó là sử dụng cái từ động từ này để thể hiện bản thân mình thay thế cho một cái chúng sanh khác, một cái điển hình cho một cái trường hợp nào đó. Ở đây thì chúng ta lấy cái từ là làm, nhưng mà chữ làm ở đây thì tại vì do cái tiếng Việt của chúng ta là nó không có cái từ nào khác
tự làm thì nó dễ hình dễ hiểu lầm qua cái việc đó làm bằng cái hành động, nhưng ở đây thì nó không phải là làm bằng hành động mà là cái sự ví dụ. Dạ. Apa nang upamang kato, và câu cuối cùng là ha na hanaya và na kha ta ye. Na hanaya và na kha ta ye. Na kha ta ye. Na có nghĩa là không. À. Mà đúng hơn ở chỗ này thì do là cái lối văn kệ, nhưng mà đúng hơn chỗ này thì sẽ dùng là chữ ma. À, giống như chúng ta có từng học thì chữ ma có nghĩa là không, mà nó còn mang cái nghĩa đó là khuyên răn, dạy dỗ, đừng, chớ. Ở đây chúng ta có nghĩa là ná hay hanayya là sự giết hại, à, không phải sự mà là giết hại, nên giết hại, thì ná hanayya là không nên giết hại. Tại vì chữ ná hai này giá ở đây nó có cái chia động từ, nó có cái tính cách là khuyên răn, cho nên chúng ta không có trường sử dụng cái từ ma mà chúng ta sử dụng từ ná. Ná hai này giá là không nên giết hại, ná kha tế dê là không nên ra lệnh, không nên ra lệnh hay là bảo người khác giết hại, xúi dục người khác giết hại. Na ha ne ya na kha ta ye. Và như vậy thì chúng ta vừa sơ lược qua ngữ vựng của câu kệ ngôn pháp cú số 129. À, một lần nữa câu kệ ngôn pháp chú cú số 129 có nội dung như sau. Sabbe ta santi dadasa. Sabbe phayanti machuno. Atta nang upamang katoa na hanaya na khataye. Mọi người sợ hình phạt, mọi người sợ tử vong, lấy mình làm ví dụ, không giết, không bạo giết. Hoặc là bản Việt ngữ của Ngài Giới Đức. Ai ai cũng sợ gươm đau, ai ai cũng sợ máu đào thay phơi. Bụng ta suy hiểu bụng người, trở nên giết hại, suối lời giết nhau. Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ, con kính lại Thượng Tọa Minh Hạnh. Dạ, thưa quý vị, hôm nay chúng ta học câu kệ ngôn pháp cú số 129 liên quan đến một cái tích truyện duyên sự. Tích truyện duyên sự này được trình bày ở trong chú giải kinh pháp cú, và cũng được trình bày trong tạng luật, trong phần tạng luật phần Thích Khúc Patimokkha, phần giới luật của vị tỳ kheo. Và trong cái duyên sự này cũng như là cái trong cái điều luật này liên quan đến điều luật Pachitiya, một trong 92 điều Pachitiya, ưng nối trị, tức là cần phải có sự sám hối với một cái vị tỳ kheo khác. Để quý vị chúng ta có cái sự liên kết với cái câu kệ ngôn pháp cú, thì trước tiên Tịnh Đạt sẽ trình bày thêm một số cái ý nghĩa liên quan đến cái câu kệ ngôn pháp cú trước. Bởi vì ở trong cái phần từ ngữ trong câu kệ ngôn pháp cú thì có cái sự hạn chế, cho nên giống như là hai câu đầu tiên mà chúng ta đọc là sắp bê. Ta san ti da da sa sắp bê pha yan ti ma chu nô. Từ sắp bê đây được hiểu đó là sắp bê, đó là tất cả, sắp bê sắp ta, tất cả loài hữu tình.
tất cả loài hữu tình. Tất cả loài hữu tình thì sao? Thì có hai cái nỗi sợ hãi mà cố hữu, mặc dù là ở ở cái cuộc sống, ở cái suy nghĩ hay là ở cái cách nói, nhiều người cho rằng là không có cái gì phải sợ hãi, rất là tự tin. Ngay cả cái việc mà cái chết tựa như lông hồng, nhưng thâu sẩm, sâu thẳm ở trong đó thì vẫn tồn tại một cái sự run sợ. Và cái lý do tại sao thì run sợ thì chúng ta sẽ tìm hiểu. Ở đây, cái run sợ thứ nhất đó là run sợ về cái sự đau trượng, hình phạt, hay nói cách khác đó là bạo lực, bạo hành. Một cái thế lực lớn hơn mình, một cái sức mạnh to lớn hơn mình, và mình là nạn nhân bị chèn ép, bị đánh đập. Mình là nạn nhân của cái sự bạo hành, bạo lực ở trong xã hội, trong công sở, trong gia đình, trong trường lớp. Thì đều trong cái trường hợp mà chúng ta đang nói ở đây, đó là chữ đanh đá, hành phạt. Bởi vì khi mà chúng ta gói gọn cái chữ hành phạt, có nghĩa là khi phạm tội hay là phạm lỗi mới phạt, thì cái nghĩa nó rất là hạn hẹp. Bởi vì phạt á, thì đa phần đó là cái người có quyền, cái người lớn hơn mình mới phạt. Như là cha mẹ phạt con cái, thầy cô giáo phạt học trò, các lãnh đạo phạt nhân viên. Nhưng cái từ bạo lực mà được sử dụng cho cái từ tan đá ở đây á, là nó không có giới hạn. Không có giới hạn bởi các loài hữu tình. Không có giới hạn không gian, cũng không có giới hạn độ tuổi. Cái người nhỏ hơn, cái người nhỏ hơn nhưng mà đang nắm quyền trong tay cũng có thể sử dụng cái bạo lực đối với những người lớn hơn. Chúng ta thấy ở trong cái xã hội, chúng ta thấy con cái đôi khi nó cũng có những cái lời nói, những cái hành động ngỗ ngược với cha mẹ ông bà. Và đôi khi nhân viên cũng có thể có cái cư xử không đúng đắn với những người lãnh đạo, những cái người sếp lãnh đạo của mình, vân vân. Thì cái từ đanh đá ở đây nó có một cái nghĩa rất là lớn, một cái nghĩa rất là lớn. Cho nên đứng trước cái sự mà bạo lực bạo hành đó, nó tất cả mọi người đều có một cái sự run sợ, run sợ. Cái điều thứ hai đó là tất cả mọi người, tất cả hữu tình, chúng ta dùng cái từ hữu tình ở đây là kể cả những cái loài động vật, những cái loài động vật, tất cả loài hữu tình đều run sợ trước cái mất mát, cái tổn hại về cái sinh mạng này, cái sinh mạng bé bỏng nhỏ nhen này. Thì thật ra cái đanh đá và cái phái giá, cái run sợ của chữ đanh đá và cái run sợ của cái bạo lực, hay là run sợ của mất chú là cái chết á, chúng ta phân làm hai, nhưng mà thật sự ra nó có cái sự liên kết với nhau. Chính vì sợ cái bạo lực hành hung mà hành hung nó nặng nề, nó nghiêm trọng thì nó dẫn đến tử vong. Thì trước khi mà chúng ta sợ cái điều tử vong thì chúng ta sợ
cái hành hung. Tại sao chúng ta sợ hành hung? Bởi vì chúng ta sợ tử vong. Thì hai cái này nó chúng ta tách ra, nhưng mà thực sự ra nó có sự liên kết với nhau. Và cái cốt yếu cuối cùng của cái sự sợ hãi đó là cái tử vong. Ở ở trong cái cuộc sống mình, chúng ta bản thân mình nhiều khi chúng ta khỏe, chúng ta còn trẻ, chúng ta có sức khỏe, chúng ta có điều kiện, thì chúng ta ít có cái việc là sợ bất đau bệnh hay là chết vì một cái sự nghèo đói. Chúng ta rất là tự tin trong cuộc sống. Và đối với cái chết thì chúng ta nó đâu ở ngoài hàng rào, ở ngoài đường, chứ không phải ở gần nhà mình. Vì cái tuổi trẻ, vì cái sức khỏe, vì cái điều kiện mà chúng ta có cái tự tin như vậy. Nhưng thưa quý vị rằng cái vô thường đã đến khi mà nằm trên giường bệnh hấp hối, thì phải nói rằng đây là một cái khoảnh khắc mà chúng ta phải đối diện với cái sợ hãi, đối diện với cái sự bỏ lại tất cả sau lưng. Thì sắp bê sắp ta, tất cả lò hữu tình đều phải có một cái sự hãi hùng khi mà đối diện với những cái cảnh phải bỏ lại tất cả sau lưng, và cái sanh thú của mình đứng nó đi về đâu. Thì đó là hai cái ý mà Tịnh Đàn muốn mở rộng thêm ở trong cái phần ý nghĩa câu kệ ngôn pháp cú. Ở trong chú giải thì có nói thêm một cái, có bốn cái nhân vật, tức là bốn đối tượng mà không có cái sự sợ hãi này, hoặc là có thì có chút ít mà thôi. Cái đối tượng thứ nhất đó là phải kể đến, đó là cái bậc thánh tăng vô lậu. Và cái lý do được nói đề cập đó là cái vị này đã không còn cái phiền não. Và đối với cái bạo lực hay là cái chết nặng, nghiêm trọng nhất là cái sợ hãi về cái chết, thì đối với vị này á, đã liễu ngộ, thấu hiểu một cách tường tận về cái quy luật của cuộc đời. Có sanh thì có mất, có sanh ra thì có cái sự chết đi. Khi mà hiểu bằng một cái trí tuệ của bậc thánh vô lậu á, chứ không phải hiểu bằng cái lý thuyết, cái kinh nghiệm của cái người phàm phu, thì đối với cái chết hay là cái sự kết thúc của mạng sống á, thì đối với những cái vị đó thì nó là hữu duyên thì đến, hết duyên thì đi, nó không có gì để phải mà hối tiếc hay là run sợ. Còn ba đối tượng còn lại đó là được đề cập đến, đó là ba cái đối tượng chúa tể của các loài. Thứ nhất là loài voi, thứ hai là loài ngựa, và thứ ba là loài bò. Thì đối với những cái loài này đó, được phân tích đó là chẳng những cái loài này, những cái con vật mà đầu đàn chúa tể đó, mà là thuần chủng nữa, thuần chủng. Thì đối với những cái loài vật này, nó có một cái tự tin về cái sức mạnh của mình, coi như là không có thất bại, không có ngã quỵ trước một cái kẻ thù nào. Thì chính vì cái lòng tự tin về cái sức khỏe của mình á, thì ba cái loài vật đó không có run sợ trước cái bạo lực đấu đá hay là trước cái chết. Thì đó là cái ý thêm của chú giải kinh kệ ngôn pháp cú số 129. Và một cái ý cuối cùng là cái ý quan trọng nhất. Cái ý cuối cùng là cái ý quan trọng nhất, đó là hai câu cuối. Atta nang upamang katoa na na hanaya na khataye. Lấy mình làm ví dụ, không giết, không bạo giết.
Thì cái ý này phải nói là cái ý rất là quan trọng ở trong cái câu kệ ngôn này. Nếu chúng ta làm sao mà ứng dụng được ở trong cái đời sống của mình đó, thì phải nói là chúng ta tránh được rất là nhiều cái phiền phức, tránh được rất là nhiều cái khổ đau mà mình mang cho người khác, và chính cái hành động đó nó quay lại nó làm khổ đau mình. Đây là cũng giống như là một cái bài học kinh nghiệm mà ngay cả những người lớn tuổi, những ông bà cha mẹ cũng thường dạy. Chúng ta cũng thường hiểu cái ý này ở ngoài đời. Đôi khi những cái cách dạy nói về hãy đặt mình vào vị trí của người đó thì chúng ta sẽ có cái sự thông cảm hơn. Đây cũng là một cái ý ở cũng gần với là cái ý của cái câu kệ ngôn phố cuốn số 229. Lấy mình làm ví dụ, không giết không bạo giết. Đặt mình vào vị trí của cái nạn nhân thì mình không có bạo lực, mình không có hiếp đáp, mình không có chèn ép, mình không có làm hại, mình không có cướp giật, mình không có hãm hại. Và chính vì cái sự mà đặt mình vào cái vị trí của người đó đó thì mình tránh được cái ác nghiệp, tránh được cái khẩu nghiệp, tránh được cái sự xung đột. Và khi mình tránh được cái sự xung đột thì đương nhiên là mình tránh được cái sự mất mát, đau thương. Khi mà xung đột đó thì cho dù mình là chiến thắng đi nữa, mình vẫn bị xây xước, mình vẫn bị tổn hại, ngay cả về thể xác cũng như tinh thần, đôi khi tổn hại đến cái sinh mạng. Thì đó là một cái ý quan trọng ở trong câu kệ ngôn pháp cú số 229 này. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái phần duyên sự, do đâu mà có câu kệ ngôn pháp cú số 129 này. Thưa quý vị rằng ở trong thời Đức Phật, khi Ngài đang cư ngụ tại Chetavana, thì có một sự kiện xảy ra ở trong tăng chúng. Quý vị, chúng ta đọc cái duyên sự này, chúng ta sẽ để ý một cái điều mà trước đây Tịnh Đạt có trình bày với quý vị là nên đọc tạng luật. Tại vì cái sự kiện ở trong cái câu chú giải duyên sự này xuất hiện ở trong tạng luật, và chúng ta đọc tạng luật để thấy rằng ở trong bất cần cảnh nào, cái xã hội nào đều có cái mặt trái và mặt phải. Và chúng ta sẽ đọc tạng luật để thấy được rằng cái đời sống chư tăng, cái đời sống thời bấy giờ khi mà Phật còn tại tiền đó, nó rất là thật, nó rất là đời thường, nó rất là thật, chứ không phải như là đôi khi chúng ta thiêu dệt đó. Một cái thời có Đức Phật, thời có Thánh Tăng thì nó nhàn nhã, nó thanh tịnh, cái điều đó đúng. Nhưng mà chúng ta lại không thấy được những cái hình ảnh nó, có những vị tăng phàm phu, có những cái hình ảnh mà ngay cả bây giờ chúng ta cũng khó thể nào bắt học. Thì trong cái câu chuyện này, đó là cái cuộc xung đột của hai nhóm vị tỳ khưu. Thì đương nhiên này là các vị tỳ khưu còn phàm phu. Còn phàm phu. Chúng ta đọc cái sự kiện này, chúng ta hãy khéo tác ý và chúng ta thấy rằng đây là một cái sự kể lại, nhắc lại, và chúng ta thấy rằng cái đời sống của Phật giáo ngày ấy đó, nó rất là thật. Đọc tạng luật chúng ta sẽ thấy nó rất là thật, chứ không phải là đạo Phật là cái lý thuyết hay là một cái tư tưởng được thiêu dệt ra, mà nó rất là thật. Thật đến nỗi mà chúng ta khó có thể tin. Giống như là trong cái duyên sự này đó, đó là sự xung đột của hai nhóm vị tỳ kheo. Vì cái gì thưa quý vị? Vì cái chỗ ở.
vì cái cốc liêu. Nha. Lúc nọ có một nhóm tỳ khu 17 vị sửa sang cái chỗ ở tươm tất, nhưng mà sau đó thì bị một cái nhóm tỳ khu khác gồm có 6 vị lại giành cái chỗ đó và đuổi cái nhóm tỳ khu kia đi, giành cái chỗ ở đó. Thì cái nhóm vị tỳ khu đầu không có chịu, tại vì cái chỗ này là cái vị đến trước và bỏ công để dọn dẹp, quét dọn nhổ cỏ, quét dọn lá cây, dọn dẹp sạch sẽ, coi như nước nôi chuẩn bị. Nhưng mà tự nhiên vô lý làm sao cái nhóm vị khác lại giành. Lại giành. Và chẳng những vô lý mà còn thích bạo lực nữa. Khi mà đã đối lý, không có cái lý do gì thích đáng để mà giành được cái chỗ ở, thì bắt đầu dùng bạo lực để mà quyết. Mà khi dùng bạo lực xung đột đó, thì xảy ra đến tai Đức Phật. Đức Phật Ngài mới hỏi cái duyên sự tại sao. Thì khi mà trình bày câu chuyện như vậy đó, Đức Phật Ngài mới rầy. Ở trong cái chú giải thì không có nêu đề cập Đức Phật Ngài rầy, nhưng mà trong tạng luật này rất là rầy những cái vị tỳ khưu phạm lỗi. Ngài rầy là Mukhapurisa, kẻ vô văn phàm phu, kẻ rỗng tuếc. Tại sao ngươi lại có hành động như vậy? Chính cái hành động này, khi mà cái người cư sĩ, cái người hộ độ đó, họ biết đó, thì họ sẽ nghĩ làm sao? Cái người mà có đức tin với Tam Bảo mà còn mới đó, thì họ sẽ lung lay, thậm chí mất luôn. Cái người mà chưa có đức tin đó, với Tam Bảo, thì họ thấy cái cảnh này hay họ nghe cái cảnh này thì khó khó lòng nào khởi lên cái niềm tin lắm. Khó lòng nào khởi lên niềm tin. Thì Đức Phật Ngài rầy cái vấn đề này. Phải nói rằng từ cái điều luật lớn cho đến cái điều luật nhỏ, từ cái gọi là điều luật giới để mà trong sạch nội tâm, đến cái điều luật sinh hoạt hàng ngày, Đức Phật Ngài cũng rất là cẩn thận để mà nhắc nhở. Không chỉ là cái điều luật, điều giới để mà thanh lọc nội tâm, để diệt trừ phiền não là nền tảng để phát triển định, phát triển tuệ, mà Đức Phật Ngài còn nhắc nhở, khuyên răn vì cái giới hạnh, về cái gọi là cái sinh hoạt cá nhân, về cái y áo, về cái cách đi đứng của một vị tăng sĩ. Bởi vì đó là cái hình ảnh, đó là cái nơi nương tựa, đó là cái nơi gieo trồng công đức của các cư sĩ Phật tử. Bây giờ mà không có nghiêm trang, chỉnh tề, chí ít đi nữa thì phải trước mặt Phật tử, thì làm sao mà họ có niềm tin được? Không phải mình làm màu, mà đó là cái cơ sở để mà họ có cái niềm tin. Thay vì bây giờ giống như bây giờ Tịnh Đạt đang on cam để mà tham gia cái diễn đàn Pháp Cú Kinh ngày hôm nay, thì nói chung là thời tiết này cũng không có lạnh lắm. Thời tiết buổi tối có lúc lạnh, lúc không. Nhưng mà chẳng nhẽ lên trên diễn đàn này bật cam lên mà Tịnh Đạt lại mặc cái y áo nó không chỉnh tề, thì như vậy thì nó không có thích hợp. Cái chuyện rất là tế nhị thôi. Thì ở trong Phật giáo, ở trong cái điều mà Đức Phật Ngài khuyên dạy đó, khi mà đi vào trong làng khất thực, khi mà khất thực xong ngồi xuống thọ thực, rồi thọ thực xong mới là hành thiền, tất cả những cái chi tiết đó Đức Phật Ngài đều dạy hết. Đi làm sao cho phải phép, nói làm sao cho phải phép, rồi ăn làm sao cho nó nghiêm trang, tất cả những điều đó. Và
Đây là một trong những cái điều mà Đức Phật ngài ngài đang dạy các vị tỳ kheo. Và cái lời dạy của ngài á, nó xuyên suốt cái thời gian và nó tồn tại cho đến ngày hôm nay. Mà quý vị biết đó, một cái vị tăng sĩ cho dù không giỏi về kiến thức, cũng không giỏi về cái phương pháp hành thiền, nhưng mà một cái vị tăng sĩ gìn giữ các cái giới luật nghiêm trang thì phải nói là rất là đáng kính. Cho nên Đức Phật ngài rất là chú trọng trong cái việc sinh hoạt, cái phẩm hạnh của một vị tăng sĩ. Và khi mà Đức Phật ngài rầy như vậy đó, xong rồi các vị tỳ kheo có cái sự hối lỗi. Và lúc đó thì Đức Phật ngài đã thuyết lên một cái bài pháp để mà khích lệ các cái vị này. Và đúc kết lại, Đức Phật ngài đã kết thúc bằng một cái bài kệ là chúng ta học ngày hôm nay. Sabbe ta santi darasa, sabbe payanti machuno, atanang upamankatoa na haneya na kataye. Mọi người sợ hình phạt, mọi người sợ tử vong, lấy mình làm ví dụ, không giết, không bạo giết. Thì khi mà kết thúc cái lời sắp tấn đó thì nhiều vị đã chứng đắc được nhiều cái tầng thánh quả, thánh đạo thánh quả khác nhau. Thì đó là cái duyên sự mà chúng ta có được cái bài học, có được cái câu kệ mà chúng ta học ngày hôm nay. Thì quay lại đó là cái Tịnh Đạt muốn nói nhiều hơn một tí xíu về cái vấn đề bởi vì giáo nói không với bạo lực thì chúng ta hiểu rồi. Bởi vì ở trong quá khứ, ở hiện tại mà cũng như ở tương lai, tôn giáo là cái nơi tín ngưỡng của mọi người, bất kể tôn giáo nào. Nhưng đôi khi tôn giáo cũng là cái áo bên ngoài để cho những cái thế lực lợi dụng để mà đấu tranh, để mà gièm pha, để mà hạ bệ, để mà đạt được những cái mục đích của mình. Tuy nhiên thì Phật giáo từ trước đến nay vẫn giữ một cái thế mạnh, đó là mở rộng ra khắp mọi nơi trên thế giới, nhưng không có bao giờ bị cái tai tiếng là liên quan đến cái bạo lực bạo hành. Và luôn lấy cái gốc từ bi hỷ xả để mà giải quyết các cái vấn đề, những cái nơi, những cái vấn đề xảy ra ở trong bản tự viện, hay là trong giáo hội, hay là ngay cả bản thân mình. Thì Phật giáo nói không với bạo lực. Cho nên khi mà đến với Phật giáo thì các vị đường thường chúng ta sẽ tìm hiểu về cái rải tâm từ. Và cái hạnh rải tâm từ này, đó là một cái phương pháp để mà rèn luyện cái việc mà không bạo lực. Bởi vì chỉ có từng mỗi cá nhân không bạo lực mới trở thành một cái tập thể không bạo lực. Ở trong ngoài xã hội thì cũng vậy thôi. Một cái xã hội phát triển, một cái gia đình văn hóa thì cần có một cái từng mỗi người là một cái người sống lịch sự, một cái người sống có ý thức, thì cái tập thể đó mới được công nhận là một cái tập thể văn hóa, một cái xã hội văn minh. Chứ không thể nào mà ít chí ít đi nữa thì cái lượng cá nhân đó nó chiếm đại đa số hơn là những cái cá nhân khác.
những cái cá nhân có tính cách khác, thì như vậy mới được công nhận, chứ không phải là chúng được công nhận bởi cái lời nói hay là cái nhãn hiệu nha. Mà phải có những cái cá nhân xuất chúng có được những cái yếu tố như đó. Như vậy thì trong Phật giáo cũng vậy, mỗi người, mỗi cá nhân đều phải rèn luyện cái hạnh từ bi, rải tâm từ, thì lúc đó mới có được một cái tập thể, một cái hội chúng không có bạo lực. Bởi vì cái phương pháp rải tâm từ thì chúng ta có thể tìm hiểu sâu xa hơn, nhưng Tịnh Đạt cũng đơn cử một cái vài ý nhỏ, đó là rải tâm từ cho tất cả chúng sanh. Thì chúng ta thường được nghe nói rải từ tức là sao? Tức là ban phát, ban rải, thì chúng ta nghĩ rằng là ở bên ngoài đúng không? Rải thì phải ra ngoài đúng không? Nhưng mà có một cái phương pháp khác, không phải khác mà chúng ta phải để ý, đó là một cái phương pháp rải tâm từ vào bên trong, rải tâm từ cho chính bản thân mình. Dạ. Cái phương pháp này thì quý vị có thể tìm thấy, bắt gặp ở những cái trường thiền. Khi mà vào những cái giờ hành thiền, các thiền sư hay hướng dẫn, đó là trước khi vào cái giờ thiền chính thức đó, thì chúng ta hãy rải tâm từ trước tiên là cho bản thân mình. Để chi thưa quý vị? Để cho mình có cái sự mát mẻ. Cái tâm từ nó làm cho mình mát mẻ. Và mát mẻ ở đây nó không phải là lạnh, nó không phải là cái lạnh của vật lý, mà mát mẻ là cái sự im dịu, nhẹ nhàng của thân tâm, không bởi phiền não, cái nhẹ nhàng của cái sự tha thứ. Chúng ta tha thứ cho bản thân mình, bởi vì bản thân mình có những lúc lầm lỡ, có những lúc vô ý, có những lúc cố tình, mà bản thân mình có những cái suy nghĩ nó không có đúng đắn. Và bản thân mình á, mình thường xuyên quên đi cái giá trị của bản thân. Những cái hơi thở, những cái cặp mắt, những cái tim gan phèo phổi, tức là những cái bộ phận trong cơ thể của mình á, nó hoạt động mà mình quên á, cái giá trị của nó. Mình rải tâm từ cho cái bản thân mình, cho tâm thức của mình. Sau khi mà chúng ta được cái sự mát mẻ thì chúng ta sẽ mở rộng cái vòng tay ra để mà rải tâm từ đến những cái những người xung quanh, những người thân, những người quý mến, những loài chúng sanh, những hạng chư thiên, và đến những cái đối tượng khó nhất, đó là những người mình không ưa, không thích, những người mình căm ghét từ đó tới giờ. Thì đó là cái hạnh rải tâm từ mà từng bước chúng ta phát triển, để có được một cái cá nhân từ bi, không với bạo lực. Và từ đó nhân lên nhiều cá nhân như vậy thì sẽ trở thành một cái tập thể không nói không với bạo lực. Và quay lại vấn đề đó là qua cái câu kệ ngôn pháp cú này, chúng ta cần phải chú ý một cái điều. Một cái điều, bây giờ mà chúng ta cố gắng làm sao mà không có run sợ với cái bạo lực, hay là không có run sợ với cái chết á, thì theo chú giải thì chỉ có thánh nhân mà thôi. Nhưng mà chúng ta có thể tập tập bằng cách đó là đừng làm hại, đừng hành hung, đừng dù sử dụng cái bạo lực đối với chúng sinh khác. Lấy bản thân mình đặt vào vị trí của cái chúng sanh đó, xem như là một cái phương pháp để chúng ta rèn luyện. Và cái phương pháp này còn nhiều cái phương pháp khác, cái mục đích đó là không sử dụng cái bạo lực. Và đôi khi chúng ta lại lầm tưởng như thế này,
chúng ta là bậc phụ huynh, chúng ta có quyền để dạy dỗ con cái, thương cho gôi cho gọt. Nhưng mà thật sự chúng ta xét lại đó, chúng ta dạy dỗ lúc đó bằng cái tâm gì? Có nhiều phụ huynh họ dạy rất là hay, họ cũng rầy la, cũng đánh đòn, nhưng mà họ dạy bằng cái sự đó là làm giúp cho đứa trẻ nó nhận ra vấn đề, giúp cho đứa trẻ nó hiểu được cái lỗi của mình. Nhưng mà có nhiều bậc phụ huynh đó, dạy con, nói rằng là dạy con phải đánh, nhưng mà đánh ở trong cái lúc mà mình tức quá, mình giận quá, thì đó cũng được xem là bạo lực, thưa quý vị. Cho nên trong cái hành vi của mình á, mình nói rằng là mình có quyền để mà sử dụng cái quyền đó, giống như là quyền của lãnh đạo, của sếp để mà trách mắng nhân viên, quyền của phụ huynh để mà dạy dỗ con cái, hay là quyền của người có tiền đối với người nghèo, vân vân. Thì cái quyền đó chúng ta phải xét lại. Nếu mà chúng ta dùng cái quyền đó để mà nâng đỡ, để mà giúp cho cái người đó cải thiện, thì cái điều đó là cái điều cần nên phát triển, cần nên làm. Còn như mà chúng ta sử dụng cái quyền bởi vì chúng ta không có cách nào khác, không có cách nào khác, cũng giống như là vợ chồng mà có cái sự xích mích lẫn nhau đó, thường đó là trong cái đời sống hôn nhân, thường đó thì chúng ta nghe nói là chồng thì hay dùng bạo lực đối với người vợ. Đôi khi đó là cái thể hiện của cái người bạn đàn ông, và đôi khi cùng đường bí lối và vì sĩ diện, chứ không phải là vì một cái mục đích tốt đẹp nào khác, thì dùng cái bạo lực đó thì hoàn toàn là sai trái. Sai trái từ xã hội, sai trái về cái hành vi đạo đức. Thì trong cái câu chuyện ngôn phúc này, Đức Phật ngày dạy cho chúng ta một cái kinh nghiệm sống. Hãy tránh cái bạo lực và hãy tránh là nạn nhân bằng cách đặt mình vào cái vị trí đó, đặt mình vào cái vị trí của cái nạn nhân đó, thì chúng ta sẽ không có nở ra tay, hoặc chí ít đi nữa thì chúng ta hãy đặt những cái nạn nhân đó là những người thân của mình thì sao nha. Những cái nạn nhân đó là những người mình thương yêu thì sao? Mình có xử sự như vậy hay không? Hay là do là người dân nước lã, hay là do là cái người mà không quen biết, chúng ta vô sử dụng cái quyền bạo lực hành hung, rồi tất cả mọi việc nó qua. Thì đây là một cái bài học mà chúng ta có thể rút ra là nên đặt mình vào cái vị trí của người đó, để mà thứ nhất là chúng ta không có sử dụng cái sự bạo lực, bạo hành. Cái thứ hai đó là chúng ta có được cái sự thông cảm, có được cái cảm thông. Ai cũng có cái khó khăn, ai cũng có cái điều khó nói. Khi mà mình đặt vào cái vị trí, ở cái vị thế của người đó, thì tức khắc mình sẽ có một cái suy nghĩ nó khác đi. Thì qua cái câu kệ ngôn pháp cú hôm nay, thì Tịnh Đạt xin được chia sẻ với quý vị qua cái duyên sự cũng như là ý nghĩa. Mong rằng đây là những cái sự chia sẻ giúp cho tất cả mọi người chúng ta có được một cái đời sống, hay là nói cách khác hơn là một cái lối sống tốt mình, tốt cho người khác. Bởi vì bạo lực thì nó kèm với cái sự xung đột, và xung đột thì cho dù là mình là người thắng thì mình vẫn bị tổn thương, tổn thương kể cả về thể xác cũng như là kể cả về tinh thần, nhiều khi nó dẫn đến cái tử vong, ảnh hưởng đến cái mạng sống quý báu này.
Thì đó là những cái lời chia sẻ qua câu kệ ngôn Pháp Cú số 129. Tình đại xin được xin phép được dừng tại đây. Và kính chúc chư tăng và toàn thể quý vị chúng ta luôn luôn có được cái đời sống an vui trong Phật pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, kính mời cô Cẩm Vân trở lại với diễn đàn ạ. Dạ, sa thú lành thai. Chúng con kính tri ân Đại Đức Tịnh Đạt đã giảng bài học số 129 ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân Đại Đức Tịnh Đạt. Và chúng con kính thỉnh Thượng Tọa minh hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Và con kính dân mít đến sư. Bhagavato sabbamangalam rakkhantu sabbade gotasabbambuddha nupavena sada sati pavantute. Tất cả phương pháp ân có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo pháp, do nhờ quay đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thú lành thai. Chúng con kính tri ân Thượng Tọa minh hạnh Đại Đức Tịnh Đạt, Đại Đức Tuệ Đức cùng chư Tôn Đức đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới ôn bài và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư Đại Đức Tăng. Kính mời quý Phật tử cùng tấm nhân hồi hướng. Dạ đê quá ta san ti vi ha ra qua si ni thu pe ga re bồ thi ga re ta hin ta hin ta tham ma đa đề na pa quan tu bu chi ta so thiên ca ron te tha vi ha ra măng đa lê thê ra cha mát cha na wa ca cha pit kha vô sa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca ga ma cha đề sa ni ga ma cha is sa ra sap